Cuối tuần qua chỉ có các phóng viên và các thành viên trong ban tổ chức xuất hiện trong công viên. Nhiều cơ sở vật chất tại đây cũng đang dần được tháo dỡ. Các kiếu thực phẩm đóng cửa, các bàn ăn ngoài trời, nơi từng được kỳ vọng sẽ đồng kín người, giờ đây lại không bóng người. Công viên hay khu vực dành cho người hâm mộ thường là điểm nhấn và là điểm thu hút người hâm mộ của các sự kiện thể thao lớn. Song do đại dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng, nhiều hoạt động trong khuôn khổ Olympic Tokyo đã bị thu hẹp lại. Người hâm mộ cũng bị cấm đến tất cả các địa điểm tổ chức sự kiện. Thủ đô Tokyo ngày hôm qua đã báo cáo thêm hơn 1.700 ca mắc mới COVID-19.